Hi, chào mừng em đã quay trở lại kênh Ka Thiên Đồng Cóp. Video này mình sẽ bao gồm cái phần thưởng mà Lazada tặng mình. Đó. Và phần thưởng này trị giá lên tới, anh em đoán xem, vâng, như tiêu đề, nó lên tới 35 triệu. Vâng, đó là sản phẩm gì? Mời anh em theo dõi trong video này nhé. Let's go. Tên ra vào phần thưởng Lazada tặng mình, đó là một chiếc iPhone 11 Pro Max phiên bản 256GB. Trời ơi, sướng run người luôn. Đấy, anh em thấy không? Wow. Và bây giờ mình sẽ bóc hộp sản phẩm này ra. Đấy, xem nó như nào. Nói chung là mình chưa cầm iPhone 11 Pro Max bao giờ nên mình không biết. Đấy, nguyên hộp thì nó như này, có túi bọc ni lông tem của Lazada luôn. Đó, bao cả nha anh em, vừa phải chưa. Wow, wow, phần thưởng này cực kỳ giá trị luôn. Bọc tem. Đấy, một cái lớp tem bên ngoài. Đây, bên trong là hộp hình sản phẩm iPhone 11 Pro Max. Anh em biết đây là màu gì không? Đây là màu phiên bản này 256GB này. Gồm có sản phẩm này, EarPods, đầu Lightning, cabo USB-C Lightning, củ nguồn, vân vân mây mây gì đấy, mấy cái thông số này, gì gì đó vân vân. Và đây màu Midnight Green. Đấy, màu này là hình như là màu xanh lá thì phải. Nói chung là màu xanh là hợp mệnh mình rồi, không phải màu đen. Đấy, ý mấy các kiểu đây. Đấy, em thể check lên trang chủ của Apple check nhá, chưa active luôn. Đây mình check luôn cho anh em xem. Anh em sẽ điền cái serial này, cái serial number đây, mình điền serial number, mã xác nhận nữa, continue này. Đó, hôm nay là 30 đúng không? 30 tháng 12. Đó, 11 Pro Max. Đấy, chưa active. Đấy, bắt đầu sẽ bảo active. Cách phân biệt là hàng chính hãng đấy. Để kiểm tra xem có đúng sản phẩm của Apple không. Đã bị mở ra chưa, đã bị active chưa? Vâng, rồi. Mấy thông số nhá. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho anh em xem. Lại được bóc siêu rồi. Khó bóc vậy ta. Xé luôn. Đấy. Trời, hộp của nó nhá, mà cầm lên rất là nặng luôn. Bên trong này. Đó. Wow, wow. Wow. Ủa, to, nặng. Vâng, hơn iPhone X rất là nhiều. Đấy, anh em nhìn có thể so sánh đây. Đó, vẫn nguyên miếng dán màn hình đây, màu này xanh. Đấy, bên trong chúng ta sẽ có giống những cái sản phẩm trước của Apple, có sách hướng dẫn sử dụng, sách giới thiệu. Đấy, và có hai quả táo logo cắn dở. Táo này thì anh em thấy biết mình dán linh tinh mọi nơi. Lúc thì dán vào cửa, lúc thì dán vào tủ. Đây, tủ sạc. Theo thông tin mình đọc được thì đây là củ sạc nhanh. Ngoài ra chúng ta sẽ có tai nghe, tất nhiên là có dây, cổng Lightning. Và dây cắp sạc, cổng Lightning rồi. Một đầu là Type C này, cắm vào cái củ sạc này, đầu còn lại là Lightning. Đó, hết rồi, tất cả phụ kiện đây. Hộp chỉ đơn giản vậy thôi, bên ngoài thì màu đen, bên trong thì màu trắng. Khá là dị. Bỏ qua hộp sang một bên nha. Chúng ta sẽ có sản phẩm. Ui, trời ơi, đẹp vãi chưởng luôn. Nói chung là mới đầu mình cầm vào, mới đầu mình nhìn qua ấy, thì tưởng nó được lắp cái ốp. Đấy, mà không phải. Đấy, đây là cái mặt sau. Vâng, mặt sau của nó như thế này nha anh em. Đó, ui, đẹp thật đấy, dã man con ngan luôn đấy. Ba camera này rất là xấu. Đấy, xấu mà chụp lại đẹp. Nói chung là bên ngoài xấu mà kết cấu nó đẹp. Kiểu nó vậy. Rồi, nói chung thì những kênh công nghệ khác thì đều review chi tiết sản phẩm 11 Pro Max này rất là chi tiết rồi. Đấy, thì mình sẽ giới thiệu sơ qua. Siêu á, siêu á. Thứ nhất là cầm nó nặng, thứ hai là nó to hơn X khá là nhiều. anh em để so sánh. Đấy, màn hình to dùng thì chắc chắn bao phê. Mà chốt được trang bị màn hình Super Retina nha anh em, màn hình 6,5 inch rất là to, độ phân giải của nó là 1242 x 2688 pixel. Thì thôi, trải nghiệm thì không có gì để chê rồi. Xem video chơi game thì bao đẹp. Thì trước anh em sẽ có loa thoại và camera 12 megapixel. Cạnh trái là nút tăng giảm âm lượng, nút tắt bật chế độ rung và tắt bật âm lượng. Cạnh phải bao gồm nút nguồn và khe cắm sim. Mặt dưới có loa và cổng sạc. Cạnh trên trống trơn không có gì. Mặt sau thì Apple đã bỏ cái phần kính ở mặt lưng nha anh em. Đấy, làm bằng nhựa. Thì cảm giác cầm của nó sướng hơn, phê hơn, đã tay hơn. Đấy, và nó ít bám vân tay hơn, ngon hơn. Cùng với cụm camera rất là đặc trưng của Apple. 3 camera 12 megapixel, trong đó có một camera chính này, một camera tele và một camera góc siêu rộng để anh em chụp hình bao quát cảnh vật rất là rộng, cùng với đèn flash. Nói chung thì đã có rất là nhiều bài báo nói về ba camera rồi, anh em cũng biết rất là chi tiết rồi. Nhưng nhìn kiểu ba camera với cả có cái khung viền xung quanh này như kiểu đã ốp sẵn vào rồi ấy, cầm cảm giác đầm tay và rất là sướng nhá, rất là sướng tay luôn. Đó, wow. Đây, iPhone 11 Pro Max. Thật, không phải là cái con X lần trước mà mình gắn 3 camera này vào đâu. Rồi bây giờ mình sẽ bật lên kích hoạt cho anh em xem. Rồi, đã lên logo. Pin con này cũng trâu nhá, gần 4000 cơ, lại có sạc nhanh. Vâng, dùng thoải mái 1 ngày, dùng bình thường thì 2 ngày. Và có sạc nhanh anh em yên tâm. Đấy, hola hello. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn tiếng Việt, Việt Nam. Con này được trang bị chip A13 Bionic 6 nhân, RAM 4GB, có hỗ trợ 4G và phiên bản này là bản 256GB. Nói chung thì nếu mà anh em không có nhu cầu quá cao thì anh em có thể sử dụng con iPhone X này quá tuyệt vời rồi. Không cần nhất thiết phải lên 11 Pro Max. Còn anh em muốn sử dụng con cấu hình cao hơn này, cho trải nghiệm tuyệt vời hơn với màn hình to hơn này, pin trâu hơn này, chụp ảnh đẹp hơn này và được hỗ trợ lâu hơn này, trong thời gian dài này, thì chúng ta thay vì chúng ta mua X thì chúng ta nâng cấp lên mua 11 Pro Max nếu mà anh em có điều kiện. Nói chung là hơn rất nhiều so với iPhone 10 tất nhiên rồi. Ok, cuối cùng thiết lập xong, khá là lâu la, mất mấy phút. Đó, màn hình chính đây anh em. Trời ơi, đấy. Nói chung thì không có gì khác biệt. Vâng, nói chung đều dùng iOS 13. Đây, gõ lại cái serial number và xác nhận code. Kiểm tra lại xem đã active chưa. Đó, đây là active rồi. Đây, một cách để kiểm tra hành chính hãng nhá anh em. Đó, 29/3/2020 là Technical Support active và ngày hết hạn đây 29 December 2020. Đấy, hôm nay là 30/12 thì ngày giờ Mỹ lệch, giờ Mỹ bị lệch ngày này anh em. Đó là đúng 1 năm đúng không? Đấy, 29/12/2020. Đó, chuẩn chưa? Quá chuẩn chỉ luôn. Đó, ui, nói chung thì phê lòi phê đừng hỏi luôn. Trời ơi, wow, rất là đẹp luôn, màu xanh. May thế, màu xanh không phải màu đen. Mình tuổi của mình kỵ màu đen anh em ạ. Đấy, wow. Những cấu hình chi tiết với cả thông số kỹ thuật thì anh em biết hết rồi. Về cơ bản anh em biết hết rồi và mình cũng vừa giới thiệu sơ qua hết rồi. Và phần thưởng là một chiếc iPhone 11 Pro Max này, những cái ứng dụng cơ bản này, Apple Watch, đây là iMovie, chỉnh sửa ảnh gì đấy, gọi viết gì đấy, Apple TV, máy ảnh chẳng hạn này. Đấy, khác biệt nhất là cái máy ảnh. Đấy, ui, nét căng như dây đàn luôn. Đấy, có 3 camera này đó, wow. Đấy, anh em thấy góc rộng. Đấy, camera chính này, tele này, siêu rộng, trời ơi, mắc rộng luôn. Đấy, rồi anh em phải zoom giữa các kiểu con đà điểu đó, wow. Zoom đến từng chân tơ kẽ tóc luôn. Đấy, nó là vậy. 3 camera 12 megapixel. Đấy, chụp slow motion, time lapse, video, ảnh chân dung, panorama, chụp toàn cảnh, vân vân và mê man. Còn iPhone X mình săn trên Lazada với giá là hơn 3 triệu. iPhone 8 là phần thưởng Ka Plus. Và con Note 9. Anh em mà theo dõi kênh YouTube của mình, con này là mình săn được giá là 12 triệu trên Lazada. Đây, những con mà khủng mà mình đang có. Còn vài con kia thì rẻ hơn, mình không sốc, như G7 Pro hay là mấy con Samsung. Đấy thì qua Tết nhá, qua Tết mình sẽ thanh lý hàng. Qua Tết mình sẽ ra video thanh lý và anh em vào mua nhá. Ok, thì video sau mình sẽ test game nha anh em. Đó, mình sẽ cài mấy game nặng test cho anh em xem. Thì mình chưa tìm thấy Google Play, CH Play ở đâu để mình vào mình tải game. Em thông cảm nhá. Để mình nghiên cứu tải CH Play trên mạng về, xong rồi cài game xem như nào. Chưa biết cài game, cài ứng dụng luôn. Không có Google Play thì cài làm sao được, bó tay. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy là mình đã bóc hộp con iPhone 11 Pro Max Nguyên Siêu. Anh em mua sản phẩm này mình để link mua luôn dưới video. Giá của nó thì 35 củ. Con này bản 256GB nó đắt, có bản 64GB nó rẻ hơn. Hay là anh em có nhiều tiền thì em mua bản 52GB. Anh cảm thấy video hay thì like, đăng ký kênh, ấn chuông ủng hộ kênh mình đạt 10 triệu sub nhé. Anh em mình review sản phẩm nào, comment link bên dưới nhé. Cảm ơn đã theo dõi video. Bye bye. Vâng, bây giờ mình phải vọc vạch em nó thôi. Cầm nghịch nhất các kiểu, xem có gì hay ho và độc đáo không. Nói chung thì không có gì đặc biệt. Tại vì dùng 10 như nào thì Pro Max cũng thế thôi mà. Chắc chắn là sẽ chụp trend để trải nghiệm camera. Rồi, bye bye anh em nhé.